Xin chào mọi người đến với channel mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đánh thử thách của các bạn là đánh chai khinh khí cầu. Và đây rất là nhiều khinh khí cầu đang đợi mình luôn. Thì sau khi mình nâng cấp cũng khá nhiều á, là mình có cái này thì mình đóng á, xong mình mua tài nguyên các kiểu, xong giờ mình đặt mình cho ông thợ xây đóng xây lại á, thì chúng ta sẽ đấu một trận nhé. Đến gì mạnh thế, muốn đánh mà không dám đánh. Ok, để xem nào. Ok, hỏi mình được nè. Mình vô có một thành viên pha lê. Chúng mình cho các bạn xem. Đi xem nào, thôi. Sao tụi này tàn như mạnh nhất. Bạn mình nó cho khinh khí cầu. Đang kiếm lần nào đến dễ này. Chứ khi khí cầu chưa có hoa sao đánh trời. Này bây giờ giàu phết. Trời ơi. Thank you.
Còn chưa tính cái hộ này nữa, chắc chắn là thiệt giàu. Trời ơi, trời, tốn mất 5 phút làng này đánh được nè. Cho một kiếm đúng rồi, đánh đi. Chết chắc tụi bay rồi. Thế là xong. Hết rồi đó bạn. Đặt mấy con quân ở đây nè. Đây, đây, xong rồi. Bây giờ đúng rồi, đánh hết đi. Khinh thiết cầu ơi. Đúng rồi, bị đánh thêm. Thấy mình IQ chưa? Chắc chắn thôi. Đúng rồi, bị đánh chạy cầm ra. Easy game. Ok. Gì vậy? Ủa nó mơ chát hả? Đi xin, đi xin chấm hỏi. Thiệt hả? Đi xin nani. Ok. Hành xong. Đừng lo mạng. Mạng chú thôi. Đây. Khá nhiều. Khá nhiều. Ok, mình sẽ nhắn cho nó biết luôn. Để mình hỏi nha, mấy giờ mà xong đấu thôi. Chuyện này thì chỉ cần kiếm bao nhiêu sao nhỉ? Để mình coi kiếm bao nhiêu sao ta. 2 sao. Ok, 2 sao nhé. Ok. Kinh blog. Ok, đây rồi. Ủa, để xem con. Ôi dạ, để đánh thôi. Ôi giời ơi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi, đánh hết đi, đánh hết đi. Đúng rồi, đánh nó đi, đánh nó đi. Đúng rồi. Thank you.
phút 30 giây. Không, trận này là nguy chắc. Mười bốn cúp là chữ gần 30 cúp, chữ là chữ 30 có nhấn đâu. Ok, ăn ba sao luôn. Bánh chay xin phía cầu của các bạn đã hoàn thành rồi nhé. Mười ngọc. Ok. Xong. Hay là hết. Vậy bánh chay xin phía cầu mà các bạn kêu đây đã hoàn thành rồi nhé. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Nếu các bạn thấy thì đừng quên like, share nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.